Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây len cho bé với họa tiết hạt ngọc ở phần trên quai, cũng như là phía sau mình có làm một sợi dây cài điều chỉnh. Mặt đế thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Đây, mẫu dây len xanh đan quai chéo như thế này ha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc, ở đây mình dùng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4 nè. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len ha, cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len, một hạt nút dùng để cài phần dây quai và một ít hạt ngọc mình dùng để gắn vào trong cái phần thân của quai nè. Đây. Keo nến và một lớp đế xốp chống trơn, ở đây mình đã cắt sẵn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân dây trước. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một mẫu mặt đế dây len như thế này. Thì mẫu mặt đế của mình là 11,5cm, nên mình sẽ móc xích đầu tiên ở bên trong là 16 mũi xích đầu tiên nè. Ở clip trước mình cũng có hướng dẫn rồi, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo ha. Và mẫu dây này mình có dán đế nên mình sẽ đưa mặt phải lên phía trên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần dây quai ở phía sau trước. Từ cái phần gót dây của mặt đế dây len á, các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 6 mũi móc ở cái vòng tròn đầu tiên này nè. Ta sẽ đếm ngược lên 6 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Và từ chân móc thứ 6 này các bạn sẽ giống thẳng hàng ra cho mình với cái chân móc ở phía ngoài cùng này. Và ta sẽ bắt đầu móc ở cái chân móc phía ngoài này ha. Mũi móc đầu tiên của phần thân các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía trên này nè. Ở mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc như thế này, thì ta sẽ đâm kim vào chân móc ở phía trên. Và lưu ý chân đầu tiên và chân cuối cùng của cái phần dây quai phía sau này, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn sẽ đâm kim vào chân ở phía trong, đồng thời đâm kim cho mình vào một phần của thân chân móc bên trong này nè. Ta sẽ đâm kim vào một phần thân chân móc như thế này. Thì lúc này nó sẽ có hai đường móc ở trên kim. Lưu ý cho mình là mũi móc đầu tiên và mũi móc cuối cùng thì ta sẽ đâm kim như thế này nha. Còn các mũi móc nằm chính giữa thì các bạn chỉ đâm kim cho mình vào chân móc ở phía trong thôi. Đây, đâm kim vào hai chân móc như thế này. Sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc. Móc và kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1, 2. Đâm kim vào chân móc ta vừa móc và móc vào đó một mũi kép đơn. Hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc vào ở chân phía trong này nè. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào chân phía trong ha. Khi đã được 3 mũi móc như thế này thì ở cái phần dây quai phía sau này mình dừng lại ở 4 mũi móc, nên cái mũi móc cuối cùng các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân ở phía trong, đồng thời đâm kim vào một phần của thân chân móc bên trong này nè. Tương tự như cái mũi móc đầu tiên ha. Ta sẽ đâm kim vào hai chân móc như thế này và kéo len qua chân móc. Móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là phần dây quai bên hông của mình sẽ có độ rộng là 4 mũi móc. Khi móc 4 mũi móc này các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai mình sẽ có 4 chân móc. Thì 4 chân móc này mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho 3 chân còn lại ha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta có được 4 mũi kép đơn cho cái hàng móc thứ hai này. Như vậy là phần dây quai của mình bên hông nó sẽ có độ cao là 2 hàng móc nè. Đối với những size lớn hơn thì các bạn có thể lên thêm cho mình một hàng móc nữa ha. Ở đây mình chỉ dừng lại ở 2 hàng móc thôi. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Sợi len thừa này các bạn cũng cắt đi cho mình ha. Như vậy là ta đã hoàn tất được phần dây quai đầu tiên. Để móc được cái phần dây quai đối diện thì 6 cái mũi móc đầu tiên này các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình 2 mũi móc và ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 3 ha.
6 mũi móc này nè, ta sẽ trừ ra 4 mũi móc đầu tiên kia thì ta sẽ có 2 mũi, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ ba này nè. Đây, cái mũi móc thứ ba này cũng giống thẳng hàng ra cái chân móc ở phía ngoài. Đây, đây sẽ là cái mũi móc đầu tiên mà ta bắt đầu móc phần dây quai. Và mũi móc đầu tiên thì cũng đâm kim cho mình vào chân phía ngoài và một phần của thân chân móc bên trong. Sau đó làm tương tự cho mình giống như cái phần dây quai ta vừa móc. Cũng đưa sợi len ra phía sau mũi móc. Móc và kéo len qua chân móc. Từ đây lên 2 mũi móc xích. Và làm tương tự giống như sợi dây quai bên này. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Khi móc lưu ý cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Tiếp tục hai chân kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều móc vào chân móc ở phía trong. Đến chân móc thứ tư là chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ đâm kim vào chân phía trong, đồng thời đâm kim cho mình vào một phần của thân chân móc bên trong này. Sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai sẽ làm tương tự, 4 chân móc, mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Và kép đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng. Sau khi móc được 4 mũi kép đơn cho hàng móc thứ hai thì tiếp tục lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Và cũng cắt sợi len thừa. Như vậy là phần thân dày phía sau của mình vừa hoàn tất như thế này. Thì đối với chiếc dây còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình ha. Ta cũng móc hai cái phần thân tương tự như vậy nè. Đây, ta sẽ tạo hai phần thân tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần dây quai để phân biệt được chiếc trái phải. Đầu tiên để móc phần dây quai thì các bạn sẽ tiến hành luồn cho mình một ít hạt cường vào trong phần thân của sợi len. Thì cách luồn như sau. Các bạn sẽ sử dụng keo nến chích cho mình một ít keo vào đầu và vo tròn lại cho cái mũi móc của mình nó được nhỏ lại nè. Cho cái đầu len của mình được nhỏ lại. Và lúc này cái đầu len của mình khi đã nhỏ lại và có cái độ cứng cáp như cái đầu kim rồi. Đây, nó sẽ có cái độ cứng cáp như cái đầu kim. Bây giờ mình sẽ tiến hành xỏ hạt ngọc vào trong cái sợi dây len này ha. Thì lúc này xỏ hạt ngọc nó sẽ đơn giản hơn nè. Cái lỗ của hạt ngọc nó sẽ có cái khoảng trống như thế này. Thì khi xỏ vào, cái đầu len nó sẽ có cái độ cứng á. Ta sẽ dễ dàng xỏ được cái hạt ngọc vào trong đầu len. Đây, các bạn sẽ xỏ cho mình các cái hạt ngọc vào như thế này ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chiếc dây ở bên trái trước. Ta sẽ cắt cái đầu len này đi. Để bắt đầu móc cái chiếc dây ở bên trái thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc bên này trước ha. Mặt trong của mặt đế dây len á. Đây, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của 4 mũi móc này. Đâm kim vào chân đầu tiên. Sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc. Móc và kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào chân móc mà ta vừa móc một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Móc vào chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn. Ba chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì hàng móc này mình sẽ có 4 mũi móc đơn cho 4 chân móc. Khi đã được 4 mũi móc đơn và các cái sợi len thừa của mình cũng đã giấu được trong mũi móc như thế này, các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình các cái đoạn len thừa này ha. Khi đã cắt được các cái sợi len thừa thì từ đây ta sẽ tiến hành móc cái phần dây quai ở bên trên.
Và để phân biệt được chiếc trái phải cho phần thân dày của mình thì các bạn sẽ dựa vào cho mình 7 mũi móc cùng một chân móc ở phía trên này nè. Chiếc giày bên trái thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên của cộng 7 mũi này. Còn chiếc giày bên phải thì ta sẽ làm ngược lại ha. Là chân móc thứ 7 của cộng 7 mũi này, ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 7. Hai điểm nó ngược lại với nhau như thế này ha. Để móc được chiếc giày bên trái, từ đây các bạn móc lên cho mình 14 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Khi được 14 mũi móc xích liên tiếp với nhau, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Thì 4 mũi móc xích ta gây nên này nó sẽ là độ cao của cái phần mà ta xỏ vào ngón chân của bé, là cái độ cao của cái phần ngón chân ha. Sau đó di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cộng 7 mũi của vòng tròn đầu tiên này nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trên xuống dưới ha. Vào cái chân móc của mũi thứ hai, sau đó đâm kim và luồn kim xuống phía dưới chân móc thứ nhất nè. Khi đã đâm kim được một phần như thế này thì các bạn tiến hành kéo len cho mình móc vào đây một mũi dời. Sau khi đã cố định được phần đầu dây rồi thì tiếp tục móc cho mình vào 4 chân móc xích mà ta gây nên cuối cùng á. 4 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi dời vào mỗi chân móc. Mũi dời thứ nhất cho chân móc thứ nhất nè. Tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai. Mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Và mũi dời thứ tư cho chân móc cuối cùng. Đây thì lúc này mình sẽ có được độ cao của cái phần ngón chân xỏ ngón vào ha. Đối với sợi dây quai còn lại, các bạn sẽ móc cho mình nhiều hơn số mũi móc của cái phần dây nè ta vừa tạo đầu tiên á. Các bạn sẽ móc nhiều hơn cho mình 4 mũi móc, tức là từ đây ta sẽ móc lên 18 mũi móc, nhiều hơn số mũi móc của hàng móc này 4 mũi ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18. Sau khi đã móc được 18 mũi móc xích, độ dài của 18 mũi này nó sẽ hơn độ dài của phần dây còn lại là 4 mũi móc. Thì tiếp tục đưa kim cho mình đến cái phần dây quai bên hông này. Mỗi chân móc ta cũng móc vào đó một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Và khi móc cũng giấu len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba cho chân thứ ba và móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng. Như vậy là cái phần dây quai của mình nó hoàn tất ở phía trước như thế này nè. Sợi len thừa các bạn cũng cắt đi cho mình. Đây, lúc này cái form giày của mình nó sẽ tựa như chiếc dép lào như thế này nè. Để tạo được phần dây quai cài điều chỉnh ở phía sau phần thân giày nè, chiếc giày bên trái thì ta sẽ cài nút ở bên trái ha. Thì bây giờ để tạo được cái phần dây này, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại, móc cho mình vào 4 chân móc của cái hàng móc này nè. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất, tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai, mũi kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba và mũi kép đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng. Sau khi đã được 4 mũi kép đơn vào cái phần thân bên hông phía sau này thì cái phần thân của mình nó có cái độ cao là 3 hàng móc. Bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai ha. Móc cho mình vào chân móc xích thứ 18 một mũi kép đơn. Ta sẽ móc vào các cái chân móc của mũi móc xích này nè. Chân móc 18 móc một mũi kép đơn. Thì chân thứ 17 các bạn sẽ tạo cho mình một hạt ngọc ở đây. Ta sẽ kéo hạt ngọc ra phía trước đầu kim. Lấy len. Sau đó đưa hạt ngọc ra phía trước của kim nè.
Đâm kim vào chân móc thứ 17 và móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Lúc này cái hạt ngọc của mình nó sẽ nằm ở phía trước của cái phần thân dày ha. Khi đã được một mũi móc có hạt ngọc thì chân kế bên ta sẽ móc một mũi móc không hạt ngọc, móc vào một mũi kép đơn. Được một mũi không hạt ngọc thì tiếp tục chân kế tiếp, các bạn sẽ tạo cho mình một hạt ngọc ở đây. Ta cũng kéo một hạt ngọc ra phía đầu kim. Sau đó lấy len và đưa hạt ngọc ra phía trước của kim, móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn. Khi được một mũi có hạt ngọc rồi thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ là không hạt ngọc, một mũi kép đơn. Như vậy là ở đây cái hạt ngọc của mình nó sẽ móc xen kẽ vào các cái mũi móc ha. Được mũi móc không có hạt ngọc thì tiếp tục mũi kế tiếp ta sẽ kéo một hạt ngọc lên phía trên và tạo một hạt ngọc ở cái mũi móc này. Cũng lấy len sau đó đưa hạt ngọc ra phía trước của kim và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Được một mũi có hạt ngọc thì chân kế bên sẽ là không hạt ngọc nè. Tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc hạt ngọc và làm xen kẽ cho mình đến cái điểm này ha. Đến chân móc thứ 16. Cũng móc xen kẽ một chân có hạt ngọc và một chân không hạt ngọc. Sau khi đã tạo được các hạt ngọc xen kẽ đến chân móc thứ 17 và 18 của cái phần dây này thì các bạn tiến hành chụm cho mình chân 17, 18 cũng như là chân thứ nhất và thứ hai của phần dây quai còn lại á, ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Mũi móc mà ta kết thúc có hạt ngọc này nè thì tiếp tục cái mũi kế bên ta sẽ lấy len và đâm kim vào chân thứ 17 ha. Kéo len qua chân móc và kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim có hai mũi thì tiếp tục cái chân kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình một hạt ngọc ở chân kế tiếp này. Ta cũng kéo hạt ngọc lên phía trên. Sau đó lấy len và đưa hạt ngọc ra phía trước kim. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ 18 của phần dây quai này. Kéo len, sau đó kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì tiến hành di chuyển kim cho mình đến chân móc thứ nhất và thứ hai của 14 mũi móc bên này. Và cái mũi móc mà mình vừa móc có hạt ngọc rồi thì mũi móc tiếp theo các bạn sẽ không móc hạt ngọc nha. Ta lấy len và đâm kim vào chân móc thứ nhất của 14 mũi móc ở bên này. Kéo len, sau đó kéo qua hai chân móc trên kim. Ta được 4 mũi móc trên kim nè. Tiếp tục mũi móc kế tiếp ta sẽ tạo một hạt ngọc. Các bạn cũng đưa cho mình một hạt ngọc ra phía trước kim. Sau đó lấy len và đưa hạt ngọc ra trước kim, móc vào chân thứ hai của 14 mũi móc phía dưới này. Kéo qua hai chân móc trên kim. Như vậy là trên kim của mình sẽ có 5 mũi móc, ta sẽ kéo len qua hết 5 mũi móc trên kim này. Như vậy là ở đây mình đã chụm được 4 mũi thành một mũi ở phía trên và giúp cho cái phần này nó có thể ôm được vào phần ngón chân của bé. Để tiếp tục móc được vào 12 mũi móc xích của cái phần dây quai còn lại thì cũng làm tương tự cho mình giống như cái phần dây quai tiếp theo. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn thì chân bên cạnh sẽ móc xen kẽ cho mình một hạt ngọc vào chân này. Và làm tương tự cho mình cho đến hết sợi dây ha, giống như cái sợi dây mà ta vừa móc ở đây. Cũng xen kẽ một chân có hạt ngọc thì chân còn lại sẽ không có hạt ngọc. Đưa hạt ngọc ra phía trước kim, sau đó móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh một mũi kép đơn không hạt ngọc thì chân kế tiếp ta sẽ tạo một mũi có hạt ngọc ha. Sau khi đã móc được các hạt ngọc xen kẽ cho phần dây quai còn lại ở phía trước rồi thì tiếp tục ở 4 chân móc của cái phần thân phía sau, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ở đây mình sẽ không thêm hạt ngọc. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta sẽ có 4 mũi kép đơn cho 4 chân móc này. Thì phần thân trước của mình sẽ hoàn tất như thế này. Để tạo được cái sợi dây quai ở phía sau cho cái chiếc giày bên trái của mình, thì từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình một sợi dây móc xích. Tùy vào tay của mỗi thợ móc ha, có thợ móc lỏng chật nên các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích làm sao cho ta có cái độ dài vừa đủ để mình nối hai cái phần thân phía sau. Đây,
cái độ dài vừa đủ để nối hai phần thân phía sau như thế này, thì các bạn sẽ móc lên cho mình 25 mũi móc. 2 3 4 5 6. Sau khi móc được 25 mũi móc xích thì lúc này cái sợi dây của mình nó đã có cái độ dài vừa đủ để ta có thể nối qua cái phần thân bên cạnh nè. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích để tạo phần dây quai. 1, 2 và 3. Đâm kim vào chân móc thứ 25 và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Tương tự chân thứ 24 cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc thứ nhất này ha. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã tạo được 25 mũi kép đơn cho 25 mũi móc xích thì bây giờ mình sẽ tiến hành di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn cuối cùng ở đây nè. Là cái mũi móc mà ta móc mũi kép đơn cuối cùng luôn ha. Móc vào đây một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn tất được chiếc giày ở bên trái, có cái phần dây cài nút ra bên trái của thân giày. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chiếc ngược lại ha, chiếc giày bên phải. Để móc được chiếc giày bên phải thì cũng tương tự như chiếc bên trái. Ta sẽ bắt đầu đâm kim vào cái phần thân ở bên trong này nè. Đây ta sẽ đâm kim ngược lại từ bên trong ra bên ngoài trước nha. Cũng đưa sợi len ra phía sau hàng móc và bắt đầu móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của mũi kép đơn này nè. Kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào 4 chân móc, mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Ta sẽ có 4 mũi móc đơn cho hàng móc này. Đối với chiếc bên trái, các bạn móc lên cho mình 14 mũi móc xích, sau đó mình sẽ móc vào chân thứ nhất của cộng 7 mũi. Thì ở đây ta sẽ làm ngược lại, móc lên cho mình 18 mũi móc xích trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Khi được 18 mũi móc xích liên tiếp, các bạn tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích để mình tạo cái độ sâu cho cái phần ngón chân nè. Di chuyển kim đến chân móc thứ 7 của cụm 7 mũi ở mặt đế. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 6, đâm kim từ trên xuống dưới ha. Vào chân móc thứ 6, sau đó luồn xuống phía dưới và đâm kim lên chân móc thứ 7 nè. Đây các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình ha. Đâm kim từ trên xuống dưới, vào chân thứ 6, luồn kim lên chân thứ 7, sau đó móc vào đây một mũi dời. Sau khi đã cố định được mũi móc thì tiếp tục móc 4 mũi dời cho 4 chân móc mà ta móc đầu tiên này nè. Mũi dời thứ nhất cho chân móc thứ nhất. Tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai. Mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Và mũi dời thứ tư cho chân móc cuối cùng. Sau đó từ đây sẽ gây nên 14 mũi móc xích, ít hơn so với số mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Khi được 14 mũi móc xích, tiếp tục di chuyển kim đến cái phần thân sau còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Như vậy là form giày bên phải của mình nó sẽ hoàn tất mặt trước như thế này. Để tạo phần dây quai cài nút phía sau ra bên phải á, chiếc giày bên phải ta sẽ cài nút ở bên phải ha. Thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích mà ta tạo phần quai của cái chiếc giày bên trái á. Tức là ta sẽ lên 25 mũi móc. 3 4 5
Khi được 25 mũi móc cũng tương tự lên 3 mũi móc xích và móc vào chân thứ 25 một mũi kép đơn. Chân thứ 24 cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho cái sợi dây móc xích này ha. Móc cho đến cái mũi móc ở phần thân sau này nè. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã hoàn tất được sợi dây quai cài qua bên hông như thế này thì tiếp tục móc cho mình vào bốn chân móc của cái phần thân bên cạnh này nè. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ ba cho chân thứ ba và kép đơn thứ tư cho chân móc thứ tư. Như vậy là phần dây quai phía sau của mình hoàn tất như thế này ha. Đối với phần thân trước, các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái phần thân trước mà mình vừa hướng dẫn ở chiếc bên trái nè. Ta cũng chụm lại 4 mũi móc ở điểm này ha, 4 mũi móc ở điểm này lại thành một điểm. Và khi móc các cái hạt ngọc cũng móc xen kẽ cho mình. Một chân có hạt ngọc thì chân còn lại sẽ không có hạt ngọc nha. Móc cho mình tương tự cho đến cái điểm cuối cùng. Đây, ta sẽ móc đến chân móc này. Sau khi đã hoàn tất được phần dây quai phía trước tạo chiếc giày bên phải thì bốn chân móc cuối cùng của phần thân còn lại, mỗi chân ta cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ hai, tiếp tục kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư, kép đơn cuối cùng. Móc hoàn tất đến đây thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên phải như thế này. Các bạn sẽ dùng keo nến dán cho mình cái mặt đế xốp này vào trong mặt đế giày len. Và khi dán cũng nhớ canh chỉnh cho mình bo ôm lại để có thể phân biệt được chiếc trái phải nha. Sau khi đã dán được hoàn tất mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len rồi thì các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình các cái hạt nút để mình có thể cài điều chỉnh cho phần dây quai. Và đối với mẫu giày này, nếu không thích trang trí ngọc, các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác nhau cho phần thân giày của mình thêm xinh xắn ha. Chúc các bạn thành công!